họ đến rồi. Ra thành rồi tính. Ông trời thương xót, cháu trai Hàn Chính ở trên trời cao, cháu hãy nhìn rõ, chú đã giúp cháu hiến tế. Hàn Tuấn Minh, ông mọi người vất vả rồi. Ông già đáng ghét này, Hàn Tuấn Minh, thật đáng quý khi các người có lòng tốt như vậy đến đây đưa táng cháu trai của tôi. Được, tôi sẽ tác thành mấy người chôn theo cháu tôi. Dẫn họ qua đây đi, nhanh lên. Hàn Chính, hôm nay có họ đi cùng với cháu, lòng chú cũng thoải mái hơn nhiều. Đứng yên, Phi Hổ. Phi Hổ, chú biết cháu không đỡ để người chú này qua đời đâu. Bỏ súng xuống, nhanh lên, bỏ súng xuống. Mày đưa đây, đưa đây, nhìn cái gì mà nhìn? Lùi lại, có nghe không hả? Lùi lại, nghe chưa? Nhanh lên. Long Phi Hổ, các người chạy không thoát đâu. Bắn hắn ta, lấy mạng hắn. Các đồng chí ơi, tiến lên. Xung phong. Các đồng chí, tiến lên. Cộng sản. Đại đội trưởng, hình như là quân cộng sản. Anh em rút lui.
Cậu Phi Hổ, cậu tha cho tôi đi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu khôi phục lại vị trí đại đội trưởng ở Long Thành. Cậu Phi Hổ, đừng mà. Chúng ta đều là anh em của Giảng Võ Đường, tại sao phải sát hại lẫn nhau? Châu Lương không phải là anh em của Giảng Võ Đường chúng ta sao? Tại sao lúc đó anh không cho cậu ấy con đường sống? Châu Lương, cậu an nghỉ đi. Đứng lại, không được cử động, đứng yên. Bỏ súng xuống. Giải về. Lão trại chủ, không phải tôi muốn giống ngài. Tính khí của trại chủ ngài cũng biết rồi đấy. Tôi ngăn cản thế nào cũng không được. Đã 3 ngày rồi, không có tin tức gì cả. Tôi sốt ruột lắm rồi. Lão trại chủ, đừng nóng vội, không tốt cho vết thương của ngài đâu. Hay là thế này đi, tôi dẫn vài người xuống núi tìm họ. Lão trại chủ ơi, lão trại chủ, họ trở lại rồi. Ai quay về, nói rõ đi. Trại chủ cùng với bọn người Long Phi Hổ về rồi. Mọi người ơi, Long Phi Hổ đã giúp chúng ta, trừ khử lão tặc Hàn Tuấn Minh, trả được thù rồi. Hay quá đi. Cha nuôi anh Phi Hổ, con trai. Đã chuẩn bị rượu xong hết chưa? Chuẩn bị rồi, đi thôi. Cha, Khánh Ngân, cuối cùng cũng về rồi. Làm cha lo đến nỗi đứng ngồi không yên. Cha, cha vẫn khỏe chứ? Cha không sao cả. Phi Hổ, vất vả rồi. Tạ ơn thần núi. Thành phong trại chúng ta hồi sinh sau đại nạn, con cháu đời đời sẽ sinh sôi nảy nở. Cha, bây giờ quân đội Dụ Thành đã bị tiêu diệt, Hồng quân đã đến, bây giờ là thiên hạ của Hồng quân. Đúng vậy. Lần này, nhờ có Hồng quân giúp chúng tôi giải vây. Tôi không quan tâm họ là quân đội gì. Chúng ta phải tăng cường cảnh giác. Trong thời buổi loạn lạc này, quân phiệt nổi dậy khắp nơi. Ngay cả thanh phong trại của chúng ta sắp tới cũng chưa chắc sẽ bình yên. Khánh Ngân, Phi Hổ, thanh phong trại chúng ta đã gặp nhiều khó khăn. Tối nay hãy để mọi người cùng nhau ăn mừng. Đại Nhiêu, lão trại chủ, thông báo cho toàn trại, để mọi người tối nay ăn mừng cho thật đã. Được. Quả thật đây là một cửa ải tự nhiên mà. Đúng là một người đứng giữa cửa ải, vạn người không thể phá tan. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đợi sau khi trời sáng hẳn, chúng ta sẽ vào trại, tìm hiểu tình hình. Mọi người mau nấp đi. Các người là ai? Các anh em, chúng tôi là Hồng quân. Các người đừng hiểu lầm. Tôi không quan tâm các người là Hồng quân hay Hắc quân. Nếu dám tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Mau rút quân cho tôi. Các đồng chí, bắn đi. Trại chủ, Hồng quân tấn công nhất tuyến thiên của chúng ta. Quân sư, anh bảo vệ cha tôi đi. Chúng ta đi xem sao. Khánh Ngân, con phải cẩn thận đấy. Ai đang tấn công trại vậy? Là một đám cộng sản. Tất cả dừng bắn đi. Dừng lại. Dừng lại. Dừng. Đừng bắn nữa.
Ai bảo cậu bắn hả? Chính ủy, bọn họ bắn bị thương chiến sĩ của chúng ta trước. Chúng ta có kỷ luật thép, không được bắn thường dân. Cậu quên rồi sao? Mau rút về cho tôi. Chính ủy, giao bọn họ mà, cầm miệng đi. Vô tổ chức, vô kỷ luật, cậu tự ý hành động. Quay về đợi tôi xử lý. Mau rút lui, rõ. Rút quân. Sao lại rút quân rồi? Cha, Hồng quân đã lên núi rồi, tấn công Nhất Tuyến Thiên. Nhưng họ chỉ bắn vài phát rồi rút lui. Con đoán là bọn họ đến đây để thăm dò. Phi Hổ. Vâng. Cậu từng đối đầu với Hồng quân chưa? Chúng tôi có đấu với nhau vài lần. Hồng quân là đội quân không thể xem thường được. Họ chiến đấu rất có hiệu quả, đặc biệt là đấu tranh tâm lý. Nhìn tình hình hôm nay, bọn họ không phải đến tấn công trại mà là muốn mượn đường qua Thanh Phong trại. Bất kể là ai cũng không được vào Nhất Tuyến Thiên. Nhất định phải giữ vững Nhất Tuyến Thiên. Lão trại chủ, hay là chúng ta phái người xuống núi thăm dò tình hình của Hồng quân, như vậy cũng dễ đối phó hơn. Quân sư nói có lý. Tôi sẽ xuống núi một chuyến, đi thăm dò tình hình. Tôi đi cùng anh. Được rồi. Tìm hiểu kỹ tình hình. Hai đứa đi cùng nhau đi, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Đi đi. Chúng ta đi. Anh họ, vừa nhìn đã biết từ Nhất Tuyến Thiên về, bị người Thanh Phong trại bắn bị thương. Vốn dĩ người dân trong trại này rất ghét quân nhân. Hay lắm, chúng ta còn chưa ra tay mà họ đã đánh nhau rồi. Vậy thì chúng ta hãy thêm dầu vào lửa, khiến bọn chúng ngày càng mâu thuẫn với nhau hơn. Vết thương của dân làng đó bị nhiễm trùng rồi, chúng ta cần theo dõi thêm. Được, nghe theo cô. Đừng bắn. Chúng tôi là Hồng quân công nông, sẽ không xâm phạm các người. Chúng tôi là Thanh Phong trại. Lão trại chủ đã nói rồi, sẽ bắn hết bọn cộng sản các người. Tiểu Lý đi mau. Đi mau, mặc kệ chúng tôi. Mau đi đi. Để lại một người sống sót đi. Vô tổ chức, vô kỷ luật. Thật chẳng ra thể thống gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn gây ra chuyện tốt rồi đó. Thanh Phong trại bọn họ chẳng nói lý gì cả. Vô cùng ngạo mạn. Nhìn những đồng chí bị thương, rồi nghiêm túc kiểm điểm lại mình đi. Rõ. Đại đội trưởng, chính ủy, Tiểu Lý. Đừng vội, từ từ nói. Có chuyện gì? Chúng tôi bị phục kích. Tiểu Trương và những người khác đều hy sinh hết rồi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Trên đường chúng tôi khám bệnh cho dân làng về, đột nhiên xuất hiện một đám người tấn công chúng tôi. Nghe bọn họ nói là người của Thanh Phong trại. Lão trại chủ của bọn họ cũng nói, chỉ cần gặp người của chúng ta sẽ bắn ngay. Cô có nhìn rõ không đấy? Tôi thấy rõ mà. Họ mặc quần áo của dân trại. Nếu không có bọn người của Tiểu Trương, tôi đã không thể quay về bộ chỉ huy rồi. Chỉ là bây giờ, họ đã hy sinh hết rồi. Người đâu? Đưa cô ấy xuống nghỉ ngơi đi, rõ. Người của Thanh Phong trại lại sát hại đồng đội của chúng ta.
Chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn, phải lập tức hành động ngay. Đại đội trưởng, để tôi dẫn liên đội của tôi lên đó, cho bọn họ một bài học nhớ đời, để bọn họ biết Hồng quân chúng ta không phải dạng vừa. Thôi đi, tôi giam cậu lại bây giờ. Đại đội trưởng Vương, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta không thể hành động vội vàng được. Theo tôi thấy, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Đại đội trưởng, chính ủy, không cần phải bàn bạc gì nữa. Để tôi đi tìm người của Thanh Phong Trại. Tôi sẽ gặp mặt, nói chuyện với họ. Còn không ổn nữa, thì đánh luôn. Tiểu Hoàng, đừng có bốc đồng như vậy. Đây là khu vực dân tộc thiểu số. Phong tục tập quán và ngôn ngữ của chúng ta khác nhau, dễ gây hiểu lầm, cậu biết không hả? Huống hồ những cường hào ở địa phương chắc chắn sẽ làm khó làm dễ. Chúng ta phải kiên nhẫn, dùng sự chân thành cảm hóa bọn họ, để người dân trong trại có thể hiểu rõ Hồng quân chúng ta rốt cuộc là người như thế nào. Chúng ta sẽ lập ra một tiểu đội nhỏ điều tra kỹ lưỡng việc này. Nhưng thời gian cấp bách, chúng ta vừa nhận được tin tình báo lực lượng truy đuổi của địch còn 3 ngày nữa sẽ đến biên giới Dụ Thành. Thế này đi, đội trưởng Vương, anh phụ trách điều động quân đội và các công việc trong thành. Tôi sẽ tự mình đến Thanh Phong Trại để giải quyết chuyện này. Được, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chia ra hành động. Được, quyết định vậy đi. Lui xuống đi. Tối nay lẻn vào thành, nhất định phải cẩn thận. Phi Hổ, nếu anh không phải là một người quân nhân và cũng không có chiến tranh xảy ra, thì anh muốn làm gì? Nếu như tôi không phải là quân nhân và không có chiến tranh, tôi sẽ chọn ở bên cha và gia đình tôi, làm tròn bổn phận của một người con. Bây giờ tất cả muộn màng rồi. Tôi không có nhà, cũng không có người thân. Ai nói vậy? Anh vẫn còn có tôi mà. Ý tôi là anh có thể ở lại Thanh Phong Trại với chúng tôi, sống một cuộc sống bình yên. Nếu thật sự có một ngày như vậy, có lẽ tôi sẽ cứu với. Cứu tôi với. Đi thôi. Cứu mạng. Cháy nhà rồi. Cứu tôi với. Thím ơi, có chuyện gì vậy? Mau chạy đi, Hồng quân lấy mạng bây giờ. Đi thôi. Ngài ơi ngài, đừng làm vậy mà. Cầu xin các người đều là Hồng quân mà. Hồng quân đó, thì sao hả? Hồng quân làm những việc thế này đấy. Đám xúc sinh này, mau cứu tôi với. Dừng tay. Thả cô ấy ra. Long Phi Hổ, Lưu đại ca, anh tỉnh lại đi mà. Sao họ lại làm ra những chuyện vô lương tâm thế này? Đây là Hồng quân đó hả? Họ không phải là Hồng quân, mà họ là đội bảo an Long Thành. Nhanh lên, ra ngoài đi. Mau. Đi thôi. Báo cáo,
Vào đi. Tù binh đã bị cướp đi rồi. Cái gì? Tù binh bị cướp sao? Chính sách chúng ta đối với họ đã khoan hồng lắm rồi. Không lý nào lại vậy. Có vẻ như Dụ Thành cũng không yên ổn rồi. Truyền lệnh xuống, tất cả phải hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù bất cứ lúc nào, rõ? Tôi đoán anh phải lẩn trốn trong đám lính. Đúng vậy. Đại đội trưởng Hàn mất tích rồi. Tôi phải trốn cho nhanh. Phải bảo vệ tính mạng trước chứ. Hàn Tuấn Minh toi mạng rồi. Toi mạng rồi hả? Đúng vậy. Cấp trên thông báo cho tôi. Nếu không tôi đến Dụ Thành làm gì? Hồng quân chiếm Dụ Thành. Tôi không còn nơi nào để đi. Anh Trương, không thì anh đưa tôi đi theo đi. Ai nói vậy? Dù Hàn Tuấn Minh không còn, nhưng không phải vẫn còn trung đại đội trưởng là anh sao? Súng đều bị người ta thu hết rồi. Trước trung đại đội trưởng này là cái thá gì chứ? Người anh em, súng thì không cần phải lo. Tôi đã cho người đem đến chỗ anh rồi. Ý của anh là sao? Bây giờ là cơ hội tốt dành cho anh. Anh thử nghĩ mà xem, tiêu diệt Hồng quân, giành lại Dụ Thành. Vị trí đại đội trưởng đội bảo an này, sẽ thuộc về anh. Hai người này, không cần tôi phải giới thiệu, mọi người đều biết rồi. Những người đứng bên dưới đây, có cả người làm thuê cho nhà hắn và nợ tiền thuê nhà của hắn. Mặc dù chúng ta đã làm việc vất vả, nhưng họ vẫn không tha cho chúng ta. Năm ngoái, chính người này đã đánh toi mạng người làm thuê cho nhà hắn, thậm chí còn bắt cả vợ của người đó làm vợ thứ 8 của mình. Chuyện này tôi cũng nghe nói đó. Xử hắn đi. Chúng tôi không chỉ trừng phạt những tên địa chủ gian ác chuyên bóc lột, hút máu của người dân, mà chúng tôi còn chia đều lương thực, ruộng đất và công cụ canh tác cho mọi người. Hoan hô! Hồng quân công nông chúng tôi quyết tâm lật đổ xã hội bất công này. Điều này cần quần chúng lao động chúng ta đoàn kết lại với nhau. Thế giới bất công này nhất định sẽ bị lật đổ. Hay lắm. Hỡi bà con cô bác ơi, đừng chen lấn nữa. Ai cũng có mà, ai cũng có phần thôi. Mỗi người mỗi nhà đều được chia lương thực hết. Quả nhiên Hồng quân nói là làm. Họ thật sự có phong thái của những người chính nghĩa. Xem ra chuyện hôm qua có kẻ đã vu oan cho Hồng quân. Tôi cũng nghĩ vậy. Cùng lấy danh nghĩa là vì nước vì dân, sự ủng hộ của dân chúng lại khác nhau một trời một vực. Bên ngoài mạ vàng, bên trong mục nát. Thua không phải do đối thủ, mà là do chính mình. Sự mục nát bắt đầu từ gốc rễ. Vậy hôm nay chúng ta đi dạo trong thành một chút, sẵn tiện mua thêm một ít thảo dược về trại. Được thôi. Quả như là đội bảo an đang dở trò. Cô nhìn kìa, người của Trương Thiên Phát đã vào thành. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tình hình trong thành bây giờ rất phức tạp. Thế này đi, cô quay về trại, điều thêm người, đề phòng bất chắc. Tôi sẽ theo dõi bọn họ. Anh cẩn thận đấy. Tôi biết rồi, cô đi đi. Cảm ơn nhé.
đi. Chuyện xong hết chưa? Bên đó xong chưa? Nhanh lên, báo cáo tạ quân sư, dưới núi có quân cộng sản muốn gặp trại chủ, đến để thương lượng hả? Đưa lên đây đi. Rõ, quân sư, để tôi đi cho. Được rồi, đi đi, đi thôi. Bỏ súng xuống. Đưa hai người này vào trại. Đi mau thôi con, Hồng quân đến rồi. Lão trại chủ, thần núi phù hộ ngài, luôn mạnh khỏe. Đến Thanh Phong trại chúng tôi, có chuyện gì không? Thật lòng mà nói thì có hai chuyện. Thứ nhất, tôi mang theo một ít thuốc và nhân viên y tế để xin lỗi chuyện gây tổn hại dân trại mấy ngày trước. Còn chuyện thứ hai, xin phép lão trại chủ đây cho Hồng quân đi qua vùng đất này. Nhiệt tình hiếu khách là phong tục của chúng tôi. Nhưng các vị là quân nhân có súng có đạn, sát khí trùng trùng, nhất định sẽ làm phật lòng thần linh của trại chúng tôi. Hơn nữa, mấy hôm trước các người đã tấn công, làm bị thương người của chúng tôi. Hay là các người đi đường khác đi. Tôi hiểu ý của lão trại chủ. Nếu tình hình chiến sự cho phép, thì chúng tôi cũng không làm phiền đến Thanh Phong trại. Nhưng địa hình thật sự quá hiểm trở, khó mà vượt qua. Lão trại chủ vẫn mong ông giúp đỡ chúng tôi. Nghe nói người của các người đi khắp nơi cướp đất và của cải, sau đó chia nhau, có thật vậy không? Không sai. Cướp đoạt của cải đất đai của địa chủ là thật, chia cho mọi người cũng là thật. Nhưng mà chúng tôi chỉ nhắm vào những tên địa chủ và cường hào áp bức dân chúng, phân phát đồ cho người nghèo để họ có cái ăn cái mặc. Lão trại chủ, xin ông yên tâm, Hồng quân chúng tôi không lấy gì của dân, dù là cây kim sợi chỉ. Bây giờ chiến tranh loạn lạc khắp nơi, Thanh Phong trại chúng tôi cũng chịu nhiều cực khổ. Các người hãy quay về đi, thứ lỗi Thanh Phong trại không thể giúp được gì. Tôi mạn phép hỏi lão trại chủ một câu. Lão trại chủ có phái người sát hại chiến sĩ của Hồng quân không? Ăn nói vớ vẩn. Lão trại chủ là người quang minh lỗi lạc, sao có thể cho người sát hại người vô tội? Lão trại chủ, thưa lão trại chủ, có chuyện gì vậy? Lão trại chủ, con nhà chúng tôi tối qua đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, cả người cứ nóng bừng lên. Phải đó, trong nhà không có thuốc cũng không xuống núi được. Đúng vậy, nó sốt cao quá, còn thuốc không? Đừng vội, Tiểu Lý, mau lên xem đứa bé thế nào đi. Rõ, mau đặt đứa bé xuống đi. Đặt xuống đi. Có sao không? Chính ủy, đứa bé chỉ sốt cao bình thường thôi, không sao cả. Vậy thì tốt. Cứ đem thuốc này về cho bé uống. Ngày sắc thuốc hai lần, sáng và tối, uống mấy ngày sẽ khỏi bệnh thôi. Cảm ơn lão trại chủ. Cảm ơn mọi người nhiều. Lão trại chủ, ông có thể yên tâm rồi. Chúng tôi có thể khám bệnh cho người dân trong trại.
mau tấn công chúng. Đại ca, có đánh hay không đây? Nhiều người như vậy thì đánh kiểu gì? Vậy phải làm sao đây? Trở về Long Thành, rút. Không được nhúc nhích. Đại đội trưởng Vương, để tôi giới thiệu với anh, cô ấy chính là trại chủ của Thanh Phong trại, Khánh Ngân. Chào cô. Chào anh. Còn đây là Long Phi Hổ. Cảm ơn anh lúc nãy đã ra tay cứu giúp. Không có gì đâu. Đám người này không phải là người của Thanh Phong trại, mà là thuộc hạ cũ của Hàn Tuấn Minh. Còn nữa, mấy ngày nay tôi đã thấy những việc quân đội của các anh làm ở Dụ Thành, Phi Hổ vô cùng cảm động. Đại đội trưởng Vương, chính ủy Triệu, hai người dẫn quân lên núi, còn tôi và Phi Hổ sẽ thuyết phục cha cho phép các anh đi qua Nhất Tuyến Thiên đến phía bắc của trại. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Núi, sinh ra dân trại chúng ta. Nước, nuôi dưỡng con cháu chúng ta. Kể từ khi tổ tiên chúng ta di cư đến đây, luôn được thần núi ban phước. Tại đây chúng ta đã sinh sôi nảy nở. Giờ đây, ngọn lửa chiến tranh đã lan đến Thanh Phong trại chúng ta. Bọn họ còn tàn bạo hơn cả những con thú trong rừng. Để con cháu chúng ta có thể sống sót, chúng ta buộc phải rời khỏi nơi này. Thần núi ơi là thần núi. Tôi thật sự là một trại chủ vô dụng. Tôi có tội. Tôi thề với con cháu trong trại. Chỉ cần chúng ta còn một người sống sót, thì chúng ta nhất định sẽ trở về để xây dựng lại Thanh Phong trại. Xây dựng lại Thanh Phong trại. Lão trại chủ, Hồng quân không màng đến sinh tử, chỉ để giúp người dân trong Thanh Phong trại có thể rút lui an toàn. Chúng ta không thể bỏ lại họ. Tôi muốn quay về Nhất Tuyến Thiên để cùng họ kề vai chiến đấu. Đúng vậy. Cha, chúng ta hiểu rõ địa hình ở Nhất Tuyến Thiên nhất. Chúng ta hãy giúp họ một tay đi. Đúng đó. Hãy để chúng tôi ở lại đi. Để chúng tôi ở lại đi mà. Được. Đi đi. Vậy chúng tôi đi đây. Xuất phát. Hành động chính nghĩa của Hồng quân đối lập hoàn toàn với chính phủ đang đàn áp và bóc lột người dân. Long Phi Hổ hiểu rõ quân đội cũ, chính quyền cũ hoàn toàn không thể thực hiện được lý tưởng cứu dân thoát khỏi lầm than của mình. Anh muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với họ và kề vai chiến đấu với Hồng quân. Báo cáo, có điện tín từ cấp trên. Đọc. Quân tiếp viện chủ lực đang hành quân ngày đêm, sẽ đến núi Thanh Phong trước sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ cho đội tiên phong tấn công trước sáng ngày mai. Toàn lực tấn công Nhất Tuyến Thiên. Trả lời, chúng tôi sẽ tuân theo chỉ thị. Sáng sớm mai sẽ tấn công Nhất Tuyến Thiên. Rõ. Để ở đây đi. Sắp xếp gọn gàng vào. Sao mọi người lại quay về đây? Chúng tôi trở lại để cùng mọi người kề vai chiến đấu. Nơi đây là nhà của chúng tôi. Những người dân mà các anh bảo vệ chính là người thân của chúng tôi. Chúng tôi không thể chỉ lo chạy trốn như vậy được. Được,
Vậy chúng ta sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau. Long Phi Hổ, việc di chuyển người dân trong Thanh Phong trại thế nào rồi? Đường núi gập ghềnh, hơn nữa trong trại có nhiều người già yếu, bệnh tật và trẻ nhỏ, cho nên đi rất chậm. Tôi nghĩ cần khoảng 2 ngày nữa mới có thể rời khỏi Thanh Phong trại, đến được Dược Vương Cốc. Một khi quốc quân đi qua núi Thanh Phong thì cuộc hành quân sẽ diễn ra rất nhanh, đến khi đó tính mạng của người dân trong trại sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải trụ lại đây 2 ngày 2 đêm. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu ai mới là đội quân bảo vệ người dân. Lão trại chủ, quân sư, sao ngài lại quay về đây? Ngài về đây thế này, tôi biết nói sao với trại chủ đây. Bọn trẻ nói đúng, Hồng quân đã giúp đỡ chúng ta, lại yểm trợ chúng ta sơ tán. Làm sao tôi có thể bỏ đi được? Tôi sinh ra ở nơi này, trại vẫn còn đây, thì tôi phải ở đây. Mai tôi sẽ đến Nhất Tuyến Thiên, chiến đấu cùng mọi người. Được, tôi sẽ đi với ngài. Khánh Ngân, lão trại chủ đến rồi. Lão trại chủ, sao ngài lại đến đây? Cha Khánh Ngân, hai đứa đừng quên nữa. Cha là lão trại chủ của Thanh Phong trại. Cuộc đời của cha phải gắn liền với chỗ này. Cha phải cùng hai đứa chiến đấu đến cùng. Cha chưa bao giờ thoải mái như vậy. Lát nữa cha sẽ cho con thấy sức mạnh của cha. Được lão trại chủ, hẹn gặp ngài trên chiến trường. Khánh Ngân, đời này có con ở bên cạnh cha là cha đã mãn nguyện. Nhưng có một điều con phải nhớ, có một hình xăm hoa mai nhỏ trên vai của con. Có lẽ nó sẽ liên quan đến lai lịch của con. Sau khi trận chiến này kết thúc, trong lòng chúng ta đều biết Thanh Phong trại của chúng ta không còn nữa. Con phải hứa với cha, sau trận chiến này con hãy đi theo Long Phi Hổ. Không, cha, con muốn ở bên cạnh cha mãi mãi. Bé ngốc này, cha có thể ở bên con suốt đời sao? Long Phi Hổ mới là người đàn ông chăm sóc con cả đời. Con gái, đi thôi, chúng ta đi tìm cậu ấy. Xông lên,
chú thấy không? Họ đến rồi. Họ cũng nhiều người đấy. Mọi người chuẩn bị. Bắn. Kỹ thuật bắn súng của lão trại chủ hay thật. Nếu tôi trẻ lại 20 tuổi, tôi còn dám đấu với cậu nữa đó. Cả đời tôi chưa từng gặp một đối thủ giỏi. Vậy hôm nay, hai chúng ta sẽ đấu với nhau. Được, tôi đấu với cậu. Rút lui, mau rút lui. Tốt, hay lắm. Tốt, đã quá, đúng vậy. Đáng ghét. Thông báo cho pháo binh, san bằng nhất tuyến thiên, rõ. Mấy thằng nhóc này, tôi liều mạng với mấy người. Cha, lão trại chủ. Lão trại chủ. Cha ơi, lão trại chủ. Cha ơi. Lão trại chủ. Đừng bỏ con mà. Tứ gia. Thanh Phong trại bị nổ tung. Long Phi Hổ đã qua đời. Thật không? Cái này còn có giả nữa sao? Hắn yểm trợ cộng sản rút lui, bị quân đội của quốc dân bao vây. Máy bay, đại pháo đều được sử dụng. Nhất Tuyến Thiên và Thanh Phong trại đã bị san bằng. Cho dù hắn có 9 cái mạng, cũng không thể sống được. Lão gia, không hay rồi. Chuyện gì vậy? Long Phi Hổ đã qua đời. Bài vị của Long Chính Sơn. Đại ca. Trước kia.
vì sự yếu đuối của tôi đã khiến Long Trại bị kẻ địch phá hủy, bây giờ đã trở thành nơi hoang vu. Lần này, huyết thống duy nhất của nhà họ Long, cháu Phi Hổ, lại bị người xấu hãm hại. Đại ca, tôi có tội. Cho dù tôi có xuống suối vàng, cũng không còn mặt mũi nhìn mặt anh. Đại ca, Hoa Quốc Cường tôi xin lỗi anh. Tôi thật sự xin lỗi anh. Đại ca, tin tức đáng tin không? Đáng tin. Theo người của chúng ta nói, Long Phi Hổ đã bị nổ tung ở Thanh Phong Trại. Tôi không tin. Tôi không tin cậu ấy đã qua đời. Phải hết những người trong trại đi tìm. Cho dù qua đời, tôi cũng phải thấy được xác của cậu ấy. Vâng. Tứ gia, anh Lục, huyện trưởng Hồ, chúc mừng anh, đúng là song hỷ lâm môn, cảm ơn anh, đều nhờ anh Lục đã giúp đỡ tôi. Mời anh, mời Tam Nguyên lên trà. Vâng. Mời anh ngồi. Long Phi Hổ, mối đe dọa lớn này bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Huyện trưởng Hồ lại được lên chức làm đại đội trưởng đội bảo an của Long Thành. Hôm nay tôi đến đây, một là muốn chúc mừng anh, hai là tôi có một chút chuyện muốn nhờ huyện trưởng Hồ giúp tôi một tay. Anh Lục, anh không cần khách sáo, có gì thì cứ nói đi. Long Trại ở núi Long Khiếu, anh có thể cho tôi không? Chỉ là vùng đất hoang vu, anh Lục muốn nó để làm gì? Long Trại, giao thông thuận tiện, rất hợp ý tôi. Tôi muốn dùng nó làm kho trung chuyển. Làm kho để lưu trữ nha phiến thì có. Huyện trưởng Hồ, lời hứa mà tôi đã từng hứa với anh, bây giờ tất cả đều đã được thực hiện. Hôm nay, tôi chỉ là đưa ra một yêu cầu nho nhỏ thôi. Không lẽ huyện trưởng Hồ cũng không đồng ý sao? Anh Lục giúp đỡ tôi hết mình, tôi cũng luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà tính cách của tôi, anh cũng biết mà. Biết. Huyện trưởng Hồ làm theo tổ huấn, thương dân vô cùng, tôi vô cùng khâm phục. Nhưng tôi cũng xin huyện trưởng Hồ yên tâm, hàng của tôi chỉ bán cho bên ngoài, tuyệt đối không buôn bán trong Long Thành của anh. Nếu như vậy, anh Lục phải giữ lời hứa này. Huyện trưởng hãy yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
vậy thì cảm ơn anh. Vị đại ca, chỉ cần các vị đại ca tha cho tôi, những thứ này các vị cứ lấy thoải mái, cứ lấy thoải mái. Long, Phi Hổ, thất què, ông xuống đó cầu xin cha tôi đi. Phi Hổ, cha cháu và người dân của Long Thành đang đợi cháu đó. Cha, Phi Hổ đã trở lại. Con thề, nếu con không tiêu diệt hết đám buôn nha phiến, con sẽ không bao giờ rời khỏi Long Thành. Lễ nhậm chức đại đội trưởng đội bảo an Long Thành. Các bà con của Long Thành, các chuyên viên tỉnh phủ đã đến Long Thành, khiến Long Thành chúng ta phồn hoa phú quý. Chuyên viên đến Long Thành là để tuyên bố giấy ủy nhiệm của đại đội trưởng đội bảo an Long Thành. Chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón chuyên viên. Các bà con của Long Thành, đại đội trưởng, quan hệ giữa chuyên viên tỉnh phủ với tên Lục Chính Minh thân thiết như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Có thể có vấn đề gì? Bảo vệ Long Thành, tiêu diệt Long Phi Hổ, tôi là người có công lao lớn nhất. Nếu không đưa giấy ủy nhiệm cho tôi thì còn công bằng sao? Long Phi Hổ tự ý dùng binh quyền thông đồng với thổ phỉ, thật sự là cặn bã của quân đội ta. Nhưng Long Thành rất may mắn, có những quan chức trung thành với Tổ quốc. Trương Thiên Phát, trụ cột của đội bảo an Long Thành, diệt trừ cái ác, bảo vệ người dân của Long Thành. Trương Thiên Phát. Vì để khen thưởng lòng dũng cảm của cậu ấy, tỉnh phủ đặc biệt trao tặng một bằng khen vàng. Sau đây xin mời Hồ Tứ Lang, huyện trưởng Long Thành.
đối mặt với nguy cơ ở Long Thành, nhưng vẫn bình tĩnh, hỗ trợ quân đội, còn cử tiểu đội bảo an duy trì trật tự. Trong quá trình truy đuổi tên phản bội Long Phi Hổ, đã nhốt hắn ta trong Thanh Phong trại, cuối cùng đã bị đại pháo của quốc quân ta bắn thành cho bụi. Trưởng quan Long đặc biệt yêu quý lòng trung thành với quốc dân đảng của huyện Trường Hồ, nên đã bổ nhiệm chức đại đội trưởng đội bảo an cho huyện Trường Hồ. Trương Thiên Phát sẽ là đại đội phó đội bảo an, hỗ trợ huyện Trường Hồ về các vấn đề quân sự. Bây giờ sẽ giao giấy ủy nhiệm cho huyện trưởng. Sau đây sẽ mời huyện trưởng Hồ nói vài lời với mọi người. Bà con cô bác, tôi rất cảm ơn mọi người. Tôi chỉ là làm việc của mình, nhưng lại đạt được vinh dự này. Chỉ có luôn trung thành với đất nước mới có thể đền đáp công ơn của trưởng quan Long. Tôi chỉ là một thư sinh, nhưng lại được giao chức vụ đại đội trưởng đội bảo an. Thật là làm khó tôi. May mắn thay, có đại đội phó Trương Thiên Phát hỗ trợ tôi. Tôi nhất định cống hiến sức mình để phục vụ cho người dân ở Long Thành. Sau này, hai chúng ta phải đoàn kết bảo vệ người dân Long Thành. Nhanh lên, mau chặn chiếc xe đó lại, tránh ra. Tiểu Thắng, kéo người đó xuống. Đại ca, anh nhìn xem, đây không phải là Thất Què sao? Thất Què, xem, có phải là thổ phỉ Thất Què không? Có phải ông ấy không? Phải. Nha phiến, còn có giấy niêm phong của chính phủ. Đúng đó, chính phủ mà bán nha phiến còn cho người dân sống hay không? Đúng đó. Chuyện gì vậy? Chính phủ bán nha phiến, huyện trưởng mau giải thích đi. Đúng đó, giải thích đi. Hồ Tứ Lang, chuyện này là sao? Huyện trưởng mau giải thích đi. Các bà con cô bác, mọi người đừng hoảng sợ. Chuyện này là do tôi đặc biệt sắp đặt. Tôi nghe nói gần đây trong Long Thành có người xấu lén lút in dấu niêm phong của chính phủ để vận chuyển nha phiến, chiếm đất của dân, trồng trọt anh túc. Bà con ơi, nha phiến chính là nguyên nhân khiến mọi người tan nhà nát cửa. Sao chúng ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Trong nhiều ngày qua, tôi đã đi điều tra chuyện này. Cuối cùng tôi cũng tìm ra kẻ ác hại dân hại nước. Người đó chính là Thất Què, trại chủ Tô Trại. Thì ra là ông ta. Nếu không xử người này, làm sao có thể nuôi lòng dân? Vì vậy, tôi đã cử người
lấy mạng ông ta trong quá trình ông ta vận chuyển nha phiến và đem ông ta đến đây. Tôi muốn cho các bà con cô bác nhìn thấy quyết tâm cấm nha phiến ở Long Thành của tôi. Bà con cô bác, mọi người thấy tôi làm vậy có đúng không? Đúng. Năm đó có Thánh Hiền Lâm Tắc Tử đốt nha phiến, hôm nay huyện trưởng tôi sẽ học theo Thánh Hiền đốt hết tất cả nha phiến ở Long Thành, được không? Được. Lấy đuốc qua đây. Đốt nha phiến. Hay lắm, huyện trưởng anh minh. Tốt. Đốt hết nha phiến đi. Hồ Tứ Lang, ý của anh là sao? Lấy mạng Thất Què, người đang vận chuyển hàng cho tôi, còn đốt hàng của tôi trước mặt mọi người. Anh hơi quá đáng rồi đó. Anh Lục, sao anh lại hồ đồ như mấy người kia? Tôi không có chặn hàng của anh. Hôm nay anh cũng ở đó mà. Anh muốn tôi làm sao? Một chiếc xe ngựa lao thẳng vào đám đông. Nha phiến của anh để trong thùng có giấy niêm phong của huyện phụ tôi một cách lộ liễu. Tôi không trách anh là tốt lắm rồi. Bây giờ anh còn trách lại tôi nữa. Thật là vô lý. Hồ Tứ Lang, tôi chỉ hỏi anh một câu. Chuyện hôm nay có phải anh đã sắp đặt sẵn để anh được khen thưởng không? Anh Lục, tôi cũng trả lời anh một câu. Cho dù Hồ Tứ Lang tôi có làm, cũng không làm trong thời điểm này. Chuyện này có lợi cho tôi không? Anh nghĩ tôi đốt nha phiến của anh, chuyên viên tỉnh phủ sẽ thưởng cho tôi sao? Hơn nữa, giấy ủy nhiệm của đại đội trưởng đội bảo an vừa mới trao cho tôi. Cho dù tôi muốn phản bội anh, cũng không phải vào thời điểm này. Được. Tôi tin anh lần này. Nhưng chuyện này, tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ. Không chỉ mình anh điều tra, Hồ Tứ Lang tôi cũng sẽ điều tra chuyện này. Hồ Tứ Lang, tôi sẽ đợi kết quả của anh. Ngài Lục, mời ngài dùng trà. Không cần. Tôi xin cáo từ, không tiến. Từ gia, lần này ngài rất được lòng người dân Long Thành. Chắc chắn có ai đó đang phá chúng ta, muốn làm tôi mất mặt. Cho dù là như vậy, nhưng hắn ta cũng đã thất bại. Không những không phá được ngài, mà còn giúp ngài trở thành anh hùng của Long Thành. Chúng ta đã chặn được lô hàng này. Phi Hổ, chúng ta làm gì tiếp theo? Hồ Tứ Lang này khó đối phó hơn chúng ta tưởng nhiều. Không ngờ anh ta lại mượn hoa dâng Phật lừa được người dân. Hồ Tứ Lang chính là một thằng đạo đức giả. Mọi người nhìn dáng vẻ của cậu ta hôm nay đi. Đốt nha phiến trước mặt mọi người. Tôi cũng học các bậc thánh hiền bảo vệ người dân, nghiêm cấm nha phiến, thế nào? Được rồi, yên tĩnh chút đi, tôi đau đầu lắm rồi. Vào ngày mai, chúng ta nhất định phải đi gặp một người. Chỉ có sự giúp đỡ của người đó mới có thể đối phó với Hồ Tứ Lang dễ dàng. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
Chú Long, người mà Phi Hổ nói là ai vậy? Cáo chín đuôi. Cáo chín đuôi hả? Hổ Tứ Lang, anh giỡn mặt với tôi hả? Cái thằng khốn, anh gạt tôi. Anh bảo tôi đi đằng đông thì tôi đi đằng đông. Anh bảo tôi đi đằng tây, tôi cũng nghe theo. Cuối cùng tất cả công lao đều là của anh. Anh tưởng Trương Thiên phát tôi là trẻ lên ba hả? Đại đội trưởng, ngài đừng giận. Hồ Tứ Lang chỉ là đại đội trưởng do chính phủ bầu ra. Trong lòng chúng tôi, ngài mới là đại đội trưởng thực sự. Những người trong doanh trại, ai cũng nghe theo ngài. Còn nữa, Hồ Tứ Lang chỉ là một thư sinh không biết võ thôi. Hắn biết cầm súng không? Hắn dám lên chiến trường không? Là hai người đã hại tôi. Tôi nói cho hai người biết, sau này đừng có nịnh bợ tôi nữa. Nếu ai còn nịnh bợ tôi sẽ lấy mạng người đó. Cáo chín đuôi mà chú Long nói, rốt cuộc là ai vậy? Cô đừng nghe lời chú Út. Con người chú ấy không có câu nào là thật đâu. Người mà ngày mai chúng ta gặp tên là Lam Phượng Hoàng, là trại chủ của Phượng Hoàng trại. Lam Phượng Hoàng, người phụ nữ đó đáng được anh tin tưởng như vậy sao? Có thể nói dì ấy là người đáng tin nhất ở núi Long Khiếu. Dì ấy là em gái kết nghĩa của cha tôi, cũng là trưởng bối của tôi. Có sự trợ giúp của dì ấy, kế hoạch Long Thành của tôi mới có thể thành hiện thực. Tôi thấy từ khi về Long Thành, trông anh có nhiều tâm sự hơn hồi ở Thanh Phong trại. Khi tôi bước chân vào Long Thành, trái tim của tôi như đang bị chiên trong chảo dầu. Trước mắt tôi sẽ hiện lên thảm kịch của cha tôi, em trai và em gái tôi. Anh còn nhớ lời mà anh từng nói không? Lần này anh quay lại, không chỉ phải lấy mạng cầu quan đó, mà còn cứu người dân thoát khỏi lầm than. Nợ máu trả máu. Phi Hổ, sau khi anh báo được thù, chúng ta sẽ ra khỏi đây, được chứ? Sau đó chúng ta sẽ đến một nơi không người, mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ xa cách.